Ok, hello anh em, chào mừng các bạn trở lại với John Henry Stickmin Official nha. Lại tôi John đây, và hôm nay chúng ta sẽ review level, tất nhiên rồi. Và review level mà tôi sẽ review trong ngày hôm nay đó chính là The Changire của Dorami. Sau 2 năm verify, chúng ta mới được thấy cái tác phẩm này mới ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chơi thôi. Yes. Xem hôm nay sẽ có gì nào. Cao nhìn cái FPS trông có vẻ rất là... rất là căng đấy. Lý do tại sao giờ Janine nó lại gọi là ung thư đều có lý do cả thôi. Và đây thì tôi sẽ không chơi con này đâu, bởi vì cao nhìn cái FPS của nó đi. Tôi cũng thích, tôi không thể ưa được với game này. Tôi không thể ưa thích được cái level này được. Nhưng mà tôi vẫn sẽ review không lờ demo cho các anh em xem. Và chúng ta ở đây lại có cái gì nhở? Một màn block. Cái này tôi sẽ chưa hiểu được cách chơi cho lắm. À đây. À không. Còn nó có một cái block. Người ta nói đi lên mà khỏi đi xuống. How? Vậy lên còn chơi kiểu gì? Chúng ta không thể biết được. Này qua cái gì vậy thôi? À đây, tôi mới tìm thấy cái cách qua này. Mọi người đi xuống là mọi người sẽ có ngay một chút kết quả rất là cao. Và tôi sẽ tăng danh và tôi sẽ xét mọi người là có thể Hồ sơ nhớ trời. Oh my god, chúng ta đang chơi với Jan Mire. Liệu chúng ta có thơ yêu của Jan như thế hay không? Chúng ta chỉ có Jan với Unlucky Victor thôi. Máy tôi yếu nên là không thể nào thích cái con này được rồi. Đừng tưởng là long thân. Enjoy cái này dễ, chỉ cần thấy người A enjoy cao là mình cũng enjoy cao nốt. Không có đâu. Tôi cũng phải ấn vào cái ốp này để nó bắt tôi phải ấn vào cái ốp này. Oh my god, các người đùa tôi chắc. Oh my god, we have to run on the show. Tôi nghe đáng ốp cực nhiều luôn. Thank you so much. No,
Mà tôi đã đi được đến chỗ này rồi. Tôi vẫn sẽ phải kinh khủng hơn cả Blood, cả Boop Bat chứ. Nhưng mà không, tôi cũng nghĩ Project Nessus cũng phải khó hơn cả Jigsaw. Nhưng mà vào top 400 cơ. Top 400 thì nó còn bó tay hơn. Project Nessus lên top 400 trong khi đang trong khi Jigsaw đang ở min lead. Nó có đáng là si cua không trời. Nhìn chắc là phải, nhìn tôi cũng thấy ốm lắm. Mississippi, Kamusha, Ijisha. I beat my fever. I và chúng ta đi được hết. Đi qua đoạn chết tiệt đấy rồi. Cái X2 kia là cái gì vậy? Sao tôi không thể hiểu được? Open Cedar. Tôi lại phải nhảy né ra khỏi cái con rối xác người. Chúng ta sẽ có người thứ ba tham gia vào. Lên vào rất tối rồi đấy. Nhưng mà tôi quan trong bóng tối. Đúng là thấy bản thân có khác mà lại. Chỉ có Dorami mới có thể làm được những cái trò trống như này. Luôn vào bên trong rồi. Oh my god, chúng ta luôn vào bên trong rồi. Chúng ta sẽ gặp cái chữ hết chiêu, một chữ Nhật Bản ở đấy, không biết. Hay là chữ Hàn Quốc, đúng rồi, đây Hàn Quốc mà. Một chữ Hàn Quốc nào đấy tôi không biết. Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Hàn Nhật có gì thì kết hợp lại với nhau thì nó phải gọi là best thing ever. Nessus thích kiếm tiền hơn. Oh my god, chúng ta đã đi vào trong sâu lòng người rồi. Chúng ta đã đi vào cặp tiếp của Death JT. Anh ấy quá nổi tiếng. Anh ấy làm level giáp
level của Dab. Phần Dab để gọi là siêu creepy. Và chúng ta lại nhảy vào bên trong. Tôi đang tìm hiểu cách chơi để review đây. Rồi đúng không? Đúng của Dati T luôn. Tôi nhìn cái game. Nhìn đúng đấy không? Đi coach ăn tặc của anh ấy rồi. Anh ấy quá nổi tiếng. Anh ấy được tham gia vào chương trình The Jan Piri. Và đây là Jonathan GD, người đã gây thiệt hại cho rất nhiều player thích Jan Piri như Dorami, Long Hunter và khả năng cao là L-Bok nữa. L-Bok tôi không nói, nhưng mà Jonathan GD thì phải gọi bằng cụ. Đây là đoạn Way Sonic Way Sonic Waiting. Và rồi anh ấy đã không còn thể buồn nhớ đợi đấy. Cái này phải gọi là siêu nhanh luôn đấy. Chỉ có một người chơi có thể qua đoạn này thôi. Không, tôi đã qua đoạn của Jonathan GD chưa? Tôi phải nói thật rằng cái đoạn này nó rất hết cứu luôn. Và chúng ta đã đi đến đoạn mũi tên kinh hoàng rồi. Skip hai cái ốp xanh này rất có đến nỗi có thể. Và tất nhiên rồi, chơi game này có tính sự chúng ta có gì đấy? Chúng ta có iClick Dorami. Oh my god, Dorami đã thêm cái chữ này vào đây nữa. Thế này chịu thua rồi. Thế này thì bó tay rồi. Oh my god, chúng ta đi vào lòng giữ tâm người. Và bây giờ chúng ta phải đi vào cái đoạn lối vẽ vào UFO nữa. Xong về đấy à. Xong chuyến UFO đấy à. Gì à? Nó hết nhanh quá nên là chân quay luôn. Wow.
có tôi mới có thể cảm ơn chị đã cứu lại tôi. Come on man. It's not that. Mặc dù là X, mặc dù là min lit nhưng mà vẫn, nhưng mà nó không tệ, nhưng mà nó không bị không qua ở đâu. Nhưng mà nó không ăn lit anh mùa như bút bác của tôi không một cám đâu. Tôi không hiểu tại sao à? Tuyên có thấy cái ông Verify bút bát kia, ông ấy từng CBS nên tôi biết sao tôi không thể nào 100% fake-tick con đấy được rồi. Thế chắc chắn con này cũng vậy thôi. À không, không phải con này cũng block đó. Con này block CBS nên là nó cũng con này block CBS nên là chắc chắn tôi có thể qua bằng con này cũng trên fake-tick mode. Nên là fake-tick mode nha, không phải là cái gì mode đâu. Không phải nào mà mode đâu. Nào mà mode chỉ có thợ săn mới làm được thôi. Tôi có phải thợ săn extreme nên làm nên các ông hiểu mà. Cái gì cũng phải đến lúc thôi. Và đó chính là The Jandere. The Jandere Very Fiat. Tôi lại được trải nghiệm Straight Fly nữa rồi. Holy shit. Cái Straight Fly nó còn dễ hơn cả cái Straight Fly trong con trong con Harder nào đấy của Crazy Man. Đây là tôi chính là đạn của senpai nào đấy. Tôi không thể biết tên được. Cuộc Jandere vẫn chưa kết thúc. Rồi các ông sẽ biết tại sao chỉ với một cái mồm và một người vẽ thôi tôi có thể kiếm 10 người mỗi ngày chỉ với một cái mồm. Chúng ta đi được một nửa chặng đường rồi. À đây là web của hơi ác đấy. Web ô quả extreme này cũng có cả blind jump nữa giống như giờ ra demo thôi. Đạn của Speedtech có cái đạn là blind jump này. Và nó trông rất là bó tay luôn. BCK như là một lựa chọn rất hay để các bạn có thể phát triển kỹ năng sinh tồn để phát triển bản thân. Các ngươi lại lôi Love Hunter ra vào kênh lôi Love Hunter, lôi những sức mạnh của Love Hunter ra vào kênh của LoveBook. Tại vì họ thấy Love Hunter có enjoy cao hơn và anh ấy sẽ thắng được LoveBook. Nhưng đấy chỉ là một thú vui thôi. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ thôi. Thế mọi người không
thế không phải vậy đâu. Black Hunter không có ứng biến như vậy. Come on man. Đây là đạn của The Hunter đấy. Gameplay của anh ấy phải là biết bằng mắt. Không nói đến extreme của anh ấy, nhưng mà Demon của anh ấy, nhưng mà trong extreme này anh ấy phải tạo gameplay buff. Đây là đoạn màu đỏ. Chắc chắn luôn. Và đoạn màu đỏ đấy đã bị trôi qua mặt. Chắc không để bản thân, mình nhảm nhí như Dorami đâu. Hay là bốc phải bất kỳ ai đâu. Trong cuộc đời của mỗi con người chơi đều có một kiểu một loại trải nghiệm khác nhau. Là Hunter biết được thời gian DV là do sự góp ý của BCKX là 1 và sự yêu thích của anh ấy là 2. Vận may luôn hướng tới anh. Anh là một người thích anime, vậy nên BCKX đã mời anh chơi thời gian DV. Nó khỏi tin thời gian DV đã cho anh phóng. Và chúng ta lại đến được cái đoạn của nhái anime rồi. Các người mà tắt LD, bật LD1 lên là các người sẽ không thấy đâu. Các người phải chơi thật thì các người phải chơi full detail thì các người mới có được cái con gái, thì mới được gặp cái gái đấy. Mẹ tôi đang nghiên cứu trên kênh của Love Hunter rồi. Lý do tại sao LD1 lại có trải nghiệm tệ với con đấy là vì anh ấy vì anh ấy không có cấu hình cao để mà beat được mấy con extreme, beat full detail mỗi con extreme, và nó thực sự không cần thiết. Bởi vì mặc dù bật full detail thì nó có thể thì nó đẹp hơn đấy, nhưng mà để an toàn thì anh ấy phải bật low detail, với điều kiện là anh ấy sẽ không được có vận may. Với điều kiện vận may chuyển hàng sẽ lại rất ít, nên tôi khuyên mọi người đừng nên bật LD1. Bởi vì nếu bật LD1 thì tỷ lệ may mắn của mọi người sẽ không được, sẽ không được cao đâu. Cái này nó rất bé đấy nha. Việt Nam không biết được Death Circle. Sau đó lơ bốc đến bắt đầu chơi là sẽ thấy là thứ đó đã sai. Tôi thích Speed Tech tại vì không và tôi biết đến cao, không biết đến US rồi không. Tôi thấy rằng cái tác phẩm của mấy tác phẩm của anh ấy làm rất là hay, cái cuối làm rất là hay. Các nhìn cái nhân vật gái anime ở cái background kia còn nhìn có nhìn nào, tôi cảm thấy là tôi sẽ luôn vì nó mất. Trời ơi, sao các người lại đi compensing lờ bốc với Love Hunter rồi. Con đua với Love Hunter đâu. Anh ấy chơi rồi gian Dere vì vui thôi mà. Đúng vì Cristiano rồi Ronaldo sắp vượt mặt anh. Nhưng các người cũng phải overthink. Nên biết tôi biết không nên overthinking khi Cristiano Ronaldo đang đến sắp. Đang tắm sắc nhanh như chóng mặt. Bởi sắp anh đến. Bởi vì sau khi mà anh đã tham gia YouTube rồi, anh ta có kênh YouTube rồi, thì đã cũng chỉ được 50 triệu sắp trong
cũng một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà sau đấy sẽ là xong. Nhưng bây giờ đang là dưới cái đang 60 triệu sắp. Và đấy sẽ là tôi có thể khá là có đúng 100 triệu sắp là cột mốc tối đa anh có thể ăn được rồi. Mr.Beat là một người dở ơi ở chỗ anh ta đi tấn công Ronaldo chỉ vì Ronaldo, chỉ vì anh ấy sắp vượt qua Mr.Beat. Là cầu thủ 25. Sau đó là kênh YouTube vì không hiểu một, mà không còn đưa ra một lý do. Chúc mừng bạn nhận được nút 3 thôi. Bây giờ hãy điền thông tin của bạn vào đây. Xong rồi là nút kim cương. Giờ Cristiano Ronaldo trở thành kênh YouTube của Cristiano Ronaldo thành một cái meme rồi đấy. Meme so sánh rồi. Đây là một loại trend gọi là cao cấp, gọi rất là cao cấp. Tôi chỉ muốn Ronaldo hãy vượt được PewDiePie, cái gì càng tốt. Tại vì 4 năm, tôi cảm giác như là sắp của PewDiePie đã bị lỗi, đã bị lỗi dính lại thì phải. Cảm giác anh em đã bị YouTube. Tại vì ai đấy đã dính cái số sắp 1 triệu của anh ấy, 111 triệu của anh ấy. Chỉ tự nhiên là anh ấy bị 111 mãi được, anh ấy phải thay đổi. Anh ấy phải phải lên càng nhanh càng tốt. Anh ấy phải lên ít nhất 1 triệu sắp. Ít nhất phải 1 triệu thôi. Nhưng sau đó anh ấy bị 1 triệu mỗi năm cũng được. Nhưng sau đó 4 năm rồi vẫn bị 111 triệu. Chắc chắn là do ai đấy đã làm thế với anh rồi. Có thể chính anh ấy, có thể là do YouTube thích thế. YouTube thiên vị MrBeast quá. Anh ấy thấy rằng cái gameplay nó đang gọi là bay rất nhanh. Nên ấn sớm thì các người sẽ bị sao nhỉ, các người sẽ bị cái gameplay cái gương ngược lại gì đấy. Nói chung không nên ấn sớm, nó không đánh sẽ chết, sẽ rất nhảm đấy. Không biết lý do chết ở đâu, kể khi có cần hitbox hay không thì cũng như thế. Và đây là một cái object chết nào đấy. Và chúng ta lại Dorami đã điên đến nỗi phải ra thêm một chương mới mang tên The Tsunami. Là The Tsunami đó. Không đùa đâu. Oh my god. Ai có thể đua được đấy. Lần này anh ấy vẫn sẽ kiểu gọi là mỗi người một phần, mỗi người một phần hay là mỗi người hai phần trở lên. Tôi cũng chả biết nữa. Chỉ biết là anh ấy sẽ bắt đầu con chặn hành trình tạo từ giờ từ Sundere. Tôi bị tiếng Anh của tôi đã bị chậm. Do tôi tiếng Anh tôi nghe vốn dĩ đã bị thế rồi, như thế các ông phải hiểu đi, các ông phải chấp nhận đi. Tôi cũng lời cắt nữa, tôi thì các tôi cắt video đi, cắt video để cho cái tiếng Việt tôi nó tốt hơn, cho nó chất lượng hơn. Yeah, cái đoạn drop này.
Tôi đã vô tình qua đàn của Mupan bằng cách thần kỳ ở đó. Tôi đã không để ý đến phần của anh ấy khi tôi đang quay review. Và chúng ta đã có được cái chỗ drop hay nhất rồi. Đoạn drop tôi, cái đoạn nhạc tôi thích nhất. Còn phần này tôi khỏi, tôi thì sẽ bó tay về cái phần đấy luôn. Còn mỗi phần của level tôi xin phép bỏ tay. Sau gameplay của họ độc ác như vậy. Giáp kiều. Wow. Chính là giáp kiều. Tên của một Extreme Demon và cũng là tên của một creator. Đây chính đoạn bí ngô tôi thích nhất này. Đoạn mà Dorami đã chết vì một lý do nhảm. Chết vì một lý do nhảm chính là ấn muộn một tí. Nhưng mà tôi muốn xác nhận là cái đấy phải ấn sớm hay muộn á. Tôi vẫn chưa biết là phải ấn sớm hay muộn nữa. Ok đấy. Rồi ok. À đây, chúng ta không nên ăn vào cái hai cái ô đấy, nếu không thì chúng ta sẽ bị đâm vào cái gãy đằng kia. Oh my god, tôi mới nhận ra đấy. Holy shit. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ phải tìm một cái chiến thuật nào đấy nó hợp lý hơn. Có thể tôi muốn muộn hơn, nhưng mà chúng ta đấy phải là không ấn hai cái ốp đấy. Không muốn cái ốp đấy. Wait what? Wait what? À ok. Rồi. Oh my god. Tôi chưa biết đi cử gì nha. À đây, ship. Ok. Đây là con số 91 mà Dorami đã gặp này. Chúng ta sẽ đến con số 91 ở đây thôi. Oh my god. Đây là 91 này. Man chết phải gọi là cực kỳ là nhảm ý. Con đà điểm. Oh my god. Và chúng ta lại trong hành trình chống lại giặc xâm quân. Binh lính được ai Oh my god, chúng ta đã đi được đến 100% rồi.
đi 100% rồi. Come on man. It's not that hard. This is not proof that this level blocks CBF. Nên không gì phải sợ cả. Come on. Chúng ta đã nhảy qua được chương cuối cùng. Từ đây. Hai đây. Bò nào, ok. Và chúng ta đi được hết sau đoạn này thôi. Đoạn quay nó... Bên chắn là bên dưới này. Quay chắn là bên dưới. Chính vì chắn ở bên trên. Chích to chắn ở bên trên. Chiếc bé chắn ở bên chắn ở giữa. Ok. Chúng ta vào shift file một tí. Sức một tí. Ok, à, một lần. Keep calm and drink Pepsi. Tôi đang bị chơi CBT xong rồi, tao đã bỏ ăn. Dền như một người rất hoảng sợ. Và thế là anh ta phải keep calm and don't đấy. Và chúng ta đã mất 2042 attempt cho thời gian ghi đây. Nếu mấy người thích cái con level này thì để cho tôi một like, một ý kiến, một chia sẻ nha. Và bây giờ chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.